Dạ alo, 1 2 3 4, 1 1 2, 1 2 3 4. Thì hôm nay thực sự mà nói là hồi sáng mình định đi casting phim nhưng mà cuối cùng mình chờ hoài lâu quá mình đi về luôn. Thì mình muốn đem cái con CBR650R này ra mình review cho anh em. Tại sao mình review em? Tại vì trước khi mình muốn là cái hiện trạng của nó trước khi nó biến hình thì nó sẽ như thế nào. Trong mắt anh em có thể nói là nó là một cái phiên bản gần như là hoàn thiện rồi. Nếu mà đúng ra cái con CBR650R là cái con này là cái con mà mình thấy lên đồ gọi là khủng nhất trong phân khúc CBR650R mình đã từng thấy ở thị trường Sài Gòn. Chiếc này là chiếc mà khủng nhất mà mình đã từng thấy ha. Chứ còn mấy con thuần sport thì mình đã thấy rất là nhiều rồi. Cái con này là vô full đồ mới nha anh em. Con này là vô full đồ mới luôn. Ảnh thì ảnh cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng năm mươi mấy rồi. Nhưng mà ảnh vẫn mê sport, mà sport thuần sport thì ảnh chạy không nổi. Nên là ảnh mới muốn chơi Sport City. Thì trước tiên là mình muốn giới thiệu cho anh em là đây là dàn áo còn zin hết, nhưng mà ảnh đã dán lại là cái màu đỏ candy nha. Ảnh dán tem ở bên đâu hả? Mình cũng không biết nữa. Thấy không? Với lại cái phần đuôi của ảnh á, ảnh đã lên cái đuôi giống như ở bên Thái rồi ha. Cái đuôi ở bên Thái là làm cho cái đuôi nó dài ra, nhưng mà cái này là gia công ở đây chứ không phải là ship nguyên bộ ở bên Thái. Cái này là ảnh mới ship nguyên bộ ở bên Thái nè. Cái này là nó đổ khuôn bằng nhựa luôn, là nguyên bộ ở bên Thái ha. Hình như cái bộ này đâu đó khoảng tầm 3.5-4 triệu á là ship về nè. Giờ giờ mình chỉ muốn là liệt kê cho anh em là cái dàn đồ chơi để lên cái con CBR650R này thì nó khoảng tầm bao nhiêu tiền. Thì mình sẽ liệt kê từng món từ gì. Cái này nó cũng dễ liệt kê lắm. Do đơn giản là xe này là ảnh đập full đồ hộp hết, nên là có một giá một à. Tùy theo shop bán thì nó dao động mắc rẻ hơn 1-2 triệu thôi. Được chưa? Thì trước tiên mình sẽ liệt kê cho anh em là cái phần ghi đông đi ha. Nguyên cái chặn ba phần ghi đông cùm côn cùm thắng. Được chưa? Thì trước tiên đập vô mắt anh em, đây là vẫn là cái cùm ga zin nha. Thật sự nói cái cùm ga zin của con CB650R là cái cùm ga zin xấu nhất trong tất cả các cùm ga mà mình đã thấy. Nhìn nó lẫm chởm, nhìn nó rất là sida. Chẳng thà cái cùm này mà anh em làm dây đôi luôn. Nó có một cái ống, nó có một cái cao su á, bịch lại tới đây đi một thun một cái thôi. Thun thì nhìn đẹp hơn. Đây là cộng ngắn cộng dài nhìn nó rất là sida. Hoặc là mình có thể là làm cái cùm này nó quay xuống dưới. Được chưa? Nhìn nó cũng đỡ hơn tí xíu, chứ còn chỉa vậy thì mình thấy nó không có cái độ thẩm mỹ lắm. Cái này mình không muốn chửi ai hết nha, chẳng qua là mình muốn góp ý cho sau này những sản phẩm sau nhìn nó ok hơn. Cái này là do cái con mắt của mình nhìn là mình đánh giá vậy thôi, chứ còn có thể mấy anh em thấy đẹp thì ok thì cứ chơi, không? Đây là cái cùm cùm thắng Rambo Billet. Thì cái cùm này không phải là cùm Rossi nha. Cùm Rossi nó sẽ khác nữa. Cùm Rossi thì cái logo nó sẽ lớn hơn, với lại cái tay ở đây nó hơi dài, không? Cái cùm này nếu mà mấy anh em mua mới á, thì nó dao động nó khoảng tầm là 16 triệu rưỡi cho tới 17 triệu rưỡi tùy theo cửa hàng người ta bán nha. Cái này là đồ new chứ không phải là đồ like new. Được chưa? Đồ like new thì nó dao động nó khoảng tầm 11, 12, 13 tùy theo giá nào cũng có. Nhiều khi tay chày chụa từ lưa hộp dưa 9 triệu cũng có luôn, không? Còn phần này là cái cùm cái bình dầu nhôm CNC Racing. Thì cái bình này là bán new là khoảng tầm 2.5 triệu. Sơ sơ không combo này không là đã ngốn của anh chủ đẹp trai cũng hết khoảng tầm 19 triệu. Rồi cái thứ ba đã được thả lên cái con CBR650R đó là cái gì? Đây, cây trợ lực Magic. À, cây trợ lực Magic cái này là mua mới là 9.700.000, không? 9.700.000 full hộp cộng thêm cái bộ watt, cái bộ watt của GTR. Thì GTR hình như là của Thái. Thì như full bộ watt này cho con CB650R luôn. Tất cả các bộ watt cho CB650R hay là CB650R hay là CBR650R đều phải khoét mũ ở đây nha anh em. Đều phải khoét mũ ngay chỗ cái phần mà cái ổ khóa nha. Nha, chứ không phải là bắt zin là không khoét đâu nha. Cái này là bắt hãng ra luôn á. Vẫn có khoét mũ ở đây nha, để bắt được cái thớt để bắt cái cây trợ lực ở đây nha. Full bộ bắt này nó dao động khoảng tầm 4.5 triệu full bộ bắt CTR nha.
là full bộ bát không là 4,5 triệu cộng với 9,5 triệu là chạy ra là 14 triệu rồi. Được chưa? 14 triệu cho cái phần trợ lực. Trợ lực này trợ lực cây. Thấy không? 14 triệu cộng với đây là hết 19 triệu nữa là chạy ra là 34 triệu. Rồi. Còn bên phần cùm côn nè. Cùm côn thì anh trai người Malai đã lên cho em CBR 60R đó là cái gì? Cái cùm côn CRG GB. Thì cái cùm này nếu mà new thì khoảng tầm 7,5 triệu nha. Cùm này cùm new á là khoảng 7,5 triệu. Còn cùm lay new thì khoảng tầm 4,5 triệu, 5,5 triệu tùy theo hiện trạng. Do. Còn cái kiến kiến CRG này dao động là khoảng tầm 2,5 triệu một cái kiến gù. Nếu mà mình chơi xe là mình sẽ không có gắn cái kiến gù, tại vì gắn nó cũng không nhìn được nhiều, nhưng mà đi xe bột ít ai nhìn kiến lắm. Thì có anh em nào quen thì nhìn, chứ mình ít khi nào ít khi nào mình nhìn lắm, đúng không? Là xong xuôi hết cái phần ở trên đây không là ngốn anh trai hết khoảng tầm 36 triệu rồi. Không? Giờ mình sẽ lùi xuống tới phần phục sau nè. Rồi mấy anh em à, nhìn thì chắc không biết rồi ha. Thì cái phần phục sau của con CBR này đã lên là cái bộ monoshock của Ulin. Thì cái này giá web ở bên eBay á bán khoảng tầm là 780, có thằng seller bán 780, có thằng seller bán 820, thì nó về tới đây nó dao động cũng khoảng tầm gần 20 chai á ha. Còn ở đây thì bán bao nhiêu thì mình cũng chưa có nắm rõ cái giá ở đây bán, từ vì mình không có bán cái hàng này, mình bán hàng lay new không à ha. Về đây nếu mà giá ship về đây luôn, thuế này nọ luôn là khoảng tầm 19 cho tới 20 triệu rồi. Còn cái bộ số gãy nè, bộ số gãy này là bộ số gãy của thằng Gillette. Gillette đây nó có cái logo đây nè, cái logo thì nó làm hơi tối quá, thấy không, nó làm chung màu, nó đi anod chung màu luôn, nên là đâm ra anh em nhìn nó không có ấy lắm. Thì cái bộ gác chân Gillette thì nó dao động khoảng tầm là từ 14,5 triệu cho tới 16,5 triệu tùy theo có chỗ order, cho chỗ bán sẵn ở đây. Nhưng mà cái gác chân Gillette loại này thì nó không giống như mấy con mà gọi là thuần sport. Mấy con thuần sport thì cái gác chân nó sẽ làm có độ chỉnh size gần nó dài hơn, ngồi nó sẽ ok hơn. Còn cái gác chân này thật sự mà nói nhìn nó giống như là nó cũng gần bằng cái gác chân jean à, chứ nó không có size gì lắm. Thấy không? Cũng gần như cái gác chân jean à. Nếu mà đúng ra mấy anh em mà đổi gác chân á cho nó nằm để dài thay xíu á thì ngồi cái thế nó sẽ racing hơn. Thì nhìn cái thế xe ngồi lên xe nó sẽ đẹp hơn là so với cái gác chân mà anh em để thẳng đây. À. Sơ sơ không, từ nãy giờ trên đây là hết 35, 36 rồi. Phần dưới đây là cũng khoảng tầm 35 nữa là chạy ra hết 70 chai rồi. Mà thấy đơn sơ chưa có gì ghê gớm hết, đúng không? Rồi, đây cái phần này mới ghê nè. Đây, cái này là nguyên cái combo dàn chân trước. Thì hiện tại là cái dàn chân trước dẻ với heo, dẻ với lại phuộc là vẫn là để dĩa phuộc zin. Chỉ có khác một cái là đã được trang bị là cặp heo là của GB4DX là lỗ ốc 100. Thì mấy anh em lưu ý luôn nha, cái con CB650R với lại cái con CBR650R, cái con này là cái lỗ chân phuộc là cái lỗ 100 nha, chứ không phải là lỗ 108. Do đó là gắn vô là như zin nha, lỗ này lỗ 100 nha anh em. Thì cặp heo Niken GB4DX này giá ở đây hiện tại bán có chỗ thì bán 34, có chỗ bán 35, cũng có chỗ bán 37 à. Nhưng mà cái này anh chia sẻ là cái này full bộ mới là khoảng tầm là 34 triệu một cặp mới, 34 triệu sơ sơ không là hết 104 triệu rồi. Không, 104 cho một quần tình. Rồi tới cái phần cái dàn chân sau nè, cái ben đạp zin của CB60R này là bỏ rồi, đã gắn cái ben đạp của thằng Rambo. Thì cái ben đạp này mấy anh em cũng gắn hơi bị nhiều rồi. Full bộ ben đạp này nó đâu đó khoảng tầm 2,5 triệu là new á nha. Bộ này là new 2,5 triệu. Rồi về cái phần phanh sau. Phanh sau thì anh trai người Malai đã lên cho cái con CB60R đó là cái gì? Cái heo Billet màu Niken luôn, cho nó hợp với lại cái con heo trước. Thì con heo này mới thì khoảng tầm là 11,5 triệu tới 12 triệu tùy theo shop bán nè.
luôn cái bộ watt chạy CNC thì có bộ watt chạy CNC khoảng tầm 2 triệu tới 2 triệu rưỡi nữa. Từ nãy giờ ngốn ngốn sơ sơ là cũng hơi bị bộn ha. Thêm cái phần này là 12, 14, 15, 16 triệu nữa là chạy ra cái xe là ra 130 rồi. Còn bô thì đã thiết kế là cái bô là full system của Akabovic, cái bô ruột gà full system cho CBR650R, nghĩa là CB650R. Hai hàng đó là xài chung cục máy mà, thấy không? Đây. Cái bộ này thì nói chung là cái bộ bô này mấy anh em gắn vô trong con CBR650R thì không cần phải map gì hết á, gắn vô là chạy thôi, tự vì nó là bô full cho CBR mà, chứ nó không có phải là của xe khác gắn qua nên là mấy anh em không cần phải map gì hết, thấy không? Bây giờ để xíu mình sẽ đi lấy cái chìa khóa, mình test thử cái tiếng bô cho anh em coi cái là cái bô này nghe nó có ok không nha. Rồi về mấy phần lặt vặt ở đây như cái đuôi nè, với là cái phần này thì hai cái đó gom lại cũng đâu đó khoảng tầm gần chục triệu nữa. Chạy ra cái xe sơ sơ không tính mạo mạo, tí sủ dần mẹo cũng hết là 150-160 triệu rồi. Không, 150-160 mà cái xe là chưa thấy gì ghê gớm hết. Đợi mình xíu mình để chìa khóa cái. Ngày mai anh làm cho, chiều mai lấy, bữa giờ quên luôn. Dạ. Ngày mai lấy em coi với lại. Đây. Nó cũng mượn mày thôi. Để từ từ cho nó đề lên một hồi cho nó nóng máy, nhớ nó bơm lên trước đi. Dạ, cũng có mấy bạn hỏi mình là cái cây bô này đi tour nó có im hay không, hay là nó có rú mà để cho tai nạn hay không. Thật sự nói, nó chỉ im khi mà ở cái ngưỡng tua đầu thôi, chứ ngưỡng tua giữa thì tua cuối á nó cũng nghe rất là ghê gớm nha, chứ nó không có im ru đâu. Khi mà anh em đề red light á, nó cũng rất là ghê, chứ nó không có gọi là im ru giống như anh em tưởng là bô full system là nó phải im đâu, không có đâu. Giống như cái bô AK cho MT09 á, mấy anh em thấy không, cái lon nó dài mà cổ uống rồi lon dài nữa không, nhưng mà nghe lúc mà mấy em đề ga giữa nghe nó cực kỳ ghê, chứ nó không phải là nó xì ra sữa hút gà mà giống như nguyên cái bộ bô full mà nghe im ru đồ đâu ha. Nói chung là phải chắc cú là phải hơn Bojin nhiều, được chưa? Thì sau đây thì mình cũng đã giới thiệu sơ bộ cho anh em xong là cái con CBR650R của anh trai Malai. Cái con này là sẽ được lên cái đuôi CBR1000 nha. CBR1000, nhưng mà lần này là mình đã liếc phục lại là mình không có sơn cái bộ tem Repsol nữa, mà mình đã thuyết phục được là sơn bộ tem Red Bull cực kỳ đẹp nha. Mấy anh em chờ đón xem tập 2, ok.